Sáng nay, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ phối hợp với các phường An Bình, An Khánh, các cán bộ hội, đoàn thể, đoàn viên trường đại học cao đẳng ra quân thu gom quét dọn rác thải, khai thông dòng chảy dớt rác trên địa bàn quận Ninh Kiều. Trên 100 cán bộ nhân viên đoàn viên thanh niên thuộc các đơn vị tham gia làm vệ sinh môi trường dọc các tuyến đường thuộc phường An Bình, đoạn cầu Cái Răng, cầu Cái Sơn và dớt rác tại rạch ghe chìm thuộc khu vực 3 phường An Khánh các mạnh thường quân đã trao tặng 20 thiết bị chứa rác thích ứng với biến đổi khí hậu để thí điểm mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường được đặt ở các kênh rạch thuộc khu vực 3, phường An Khánh. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022.